Rồi xin kính chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Dạ rồi, hôm nay thì vườn mai của chị Thủy có làm một cái clip để giao lưu tiếp tục với cô chú anh chị gần xa mình lô mai ghép mai giống tàn thông ha, cho cô chú anh chị mình mua về chơi Tết năm 2024 ha. Hôm nay thì chị Thủy thanh lý xả hàng luôn cô chú anh chị ha. Đó, mức giá siêu đãi luôn. Mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho nhà vườn nha. Không làm mất thời gian nữa ha, em mời gặp luôn chị Thủy để chị Thủy chào giới thiệu và giao lưu ha. Rồi chào chị Thủy ơi. Rồi hôm nay trở lại kênh Mai Vàng Bến Tre thì em xin chào toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa đã xem kênh ha. Thì hôm nay trở lại kênh thì em giao lưu với cô chú anh chị em mình một lô mai cúc thọ hương, rồi cũng có nhiều giống khác nữa ha, để mà cho cô chú anh chị em mình về chơi Tết năm 2024 ha. Bữa nay thì còn số lượng mai này thì nó cũng ít chứ không nhiều lắm, nên em bán giá hữu nghị cho cô chú anh chị em mình để mà mình mua về chơi Tết nha. Rồi. Đầu clip hôm nay em vô luôn cây mã số là 20A. Rồi. 20A là một cây cúc thọ hương tàn thông ha, dáng trực nha cô chú anh chị. Rồi, có nút nụ ha. Cây cũng vô nụ khá rồi đó cô chú anh chị mình nè. Cái thọ hương này thì mình dằn dây như vậy nè, nó dễ làm nụ và nụ nó sẽ lớn nhanh lắm cô chú anh chị em mình. Rồi. Cho xin thông số nha chị Thủy. Hoành thân là 15, mã 20A. Chiều cao là 1m05. Tán ngang là 95. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 800 ngàn, em bao phí ship nha. Rồi 800 ha. Rồi. Rồi mình đổi cây ha. Rồi mã số 21A. 21A là một cây hoa hồng thanh tú nha cô chú anh chị. Rồi. Cây tàn đều, đẹp. Rồi, cây có bông trên cây luôn cô chú anh chị ha. Nút nụ nhiều gió lắm. Ha. Nụ thì còn rất là nhiều nha. Hoành thân được 17 ạ. Chiều cao là 94 ạ. Tán ngang là 90. Rồi một cây cúc hoa hồng thanh tú này thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình giá chỉ 800 thôi nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 22A. Tiếp theo mã số 22A là một cây cúc thọ hương. Rồi. Nó cây này quá đẹp luôn cô chú anh chị. Chi cành bỏ rất là đều luôn, mà bộ đế nó bỏ y như cái bàn tay mình xè luôn. Bỏ rồi. Rất là đều luôn. Đế bàn 24 giờ ha. Rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị, bỏ đều luôn á. Dạ. Hoành thân ngày này được 17. Cây này mình có cái không gian rò gọn là mình để rất là đẹp luôn nha. Chiều cao là mình được 100. Tán ngang mình được là 104. Rồi. Rồi cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 1.100.000, em bao phí ship nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 23A. Rồi. 23A là một cây giảo tự sắn nha cô chú anh chị. Cây này xoắn đùm đùm luôn cô chú anh chị. Có mặt bông luôn nè, bông gió. Nụ thì siêu nhiều luôn nha. Nè. Cái này là em bao nụ về, cho cô chú anh chị em mình về chơi Tết á. Có hoa ha, hoa thì từ 8 cho tới 12 cánh. Này nở từ sáng giờ nha. Dạ, hoành thân là được 16. Này cụ nở ha, về mình khai thác thêm nha. Nụ khá đó. Chiều cao là mình được 104. Dạ tán ngang mình chỉ có là 60 thôi. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 1.100.000, em bao phí ship nha. Rồi, mình đổi cây luôn nha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 24A nha cô chú anh chị. Rồi. 24A là một cây hoa hồng thanh tú, quá trời đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Thoát thân rất là lùng luôn. Thông số luôn nha chị Thủy. Hoành thân được là 15,5, em tính 15 nha. Rồi. Chiều cao mình được là 99. Tán ngang mình được 96. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 1 triệu ha. 1 triệu là em bao phí ship nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số
Tiếp theo mã số 25A. Dạ, 25A là một cây siêu bông Sài Gòn. Đó, cây quá trời luôn cô chú anh chị ơi. Ủa, cái tàn nhìn khủng khiếp cái tàn ha. Hàng này hàng bonsai trung nha cô chú anh chị ha. Mình chơi bonsai trung. Nói chung là cái mình có cái phòng vừa vừa á, mua cái này về mình chơi là ngon lành nha. Nụ thì chi chít đều rất là đều luôn. Nụ đã lắm, nhìn vàng nụ thấy ghiền luôn á nè. Nụ cực kỳ sáng nụ nha. Vỏ trấu đã lắm, vỏ trấu mỏng. Rồi ơi củ nở ha. Rồi ơi bỏ bàn ra nó nè. Rồi, thông số luôn nha chị Thủy ơi. Hoành tại điểm này là mình được là 28. Rồi, hoành 28 luôn ha. Nụ rất là nhiều nha, tại nhìn lá vậy nè, bữa nay em không thấy rõ nụ ha. Cái mấy cây này cho cô chú anh chị em mình chơi Tết là rất là chuẩn luôn. Chiều cao là 88. Tán ngang là 100. Rồi. Rồi, một cây siêu bông Sài Gòn này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá là 2 triệu 500 ngàn em bao phí ship nha. Rồi, 2 triệu rưỡi là bao phí ha. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi, tiếp theo mã số 26A. Dạ, tiếp theo mã số 26A cũng là một cây siêu bông Sài Gòn lùng lực luôn nha cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị em nào mà thích lùng lực như vậy chơi một cặp là quất cây 25, 26 là hai cây có một cỡ luôn. Mà hai cây đẹp đều luôn á cô chú anh chị. Đế củ nở luôn ha. Cái vàng nụ thì đảm bảo luôn ha. Bao nụ em bao nụ cho cô chú anh chị em mình chơi Tết ha. Hoành tại điểm này là nó cũng được 28 luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Cô chú anh chị mình mua ha. Nói chung là nhà vườn của chị Thủy là đảm bảo cho cô chú anh chị mình là chuẩn giống. Bảo hành mặt bảo hành giống cho chiều cô chú anh chị mình nha. Là được 96. Rồi. Tán ngang mình là được 104. Rồi. Dạ rồi, một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em mình là giá cũng chỉ 2 triệu 500 ngàn em bao phí ship luôn nha. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số 26A. 27A. 27A là một cây cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Cái tàn quá đẹp luôn. Cây này ti gốc nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó có vỏ nha cô chú anh chị. Cái tàn đều lắm nha. Tàn nụ thì nút nụ kim là khá nè. Nên nụ khá nha. Ti cái thân nó thì nhỏ nhưng mà là đẹp lắm, hoành chỉ có 12 thôi. Rồi. Chiều cao là mình được 84. Tán ngang là mình được 100. Rồi. Rồi cái này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là có 750 ngàn nha. Rồi, 750 ha. Rồi. Rồi, mình đổi cây nha. Rồi, tiếp theo cây mã số 28A. 28A là một cây cúc hoàng hậu nha cô chú anh chị. Cúc hoàng hậu bông mà to nó dung lên rất là đẹp nha cô chú anh chị. Nút nụ quá trời luôn. Nụ hoàng hậu này to to đã lắm nha cô chú anh chị, sáng nụ ha. Nụ cực kỳ nhiều luôn nha. Hoành thân được 19 ạ. Rồi, hoành 19 luôn. Chiều cao là 107 ạ. Tán ngang là mình được là 88 ạ. Rồi. Dạ rồi, một cây hoàng hậu này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 1 triệu em bao phí ship nha. Rồi, mình đổi cây luôn nha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 29A. Rồi. 29A đây là một cây cúc hoàng đế nha cô chú anh chị. Rồi, cúc hoàng đế nha, bông to lắm cô chú anh chị. Nè, nụ nè. Đó. Hoành thân được 16. Chiều cao 89. Tán ngang 79. Rồi. Rồi cây cúc hoàng đế này thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 700 ngàn thôi nha. Rồi, cây này cuối clip luôn ha. Rồi, cây này cũng là một cây cuối clip của em hôm nay ha. Thì em muốn xin chân thành cảm ơn toàn thể quý cô chú anh chị em gần xa đã xem kênh và đã ủng hộ cho em nha. Em mong rằng cô chú anh chị em mình vào xem được cây nào ưng ý thì ủng hộ giúp em cảm ơn nhiều nha. Rồi, thì em cũng thay mặt cho kênh cũng như là chị Thủy cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho chị Thủy trong cái clip trước cũng như clip này. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho nhà vườn nha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.